Bình Yên, chúng tôi xin mến chào các bạn lại một lần nữa. Mình đang ở shop anh Dương Kim Thành, chuyên về mô tô, về chế độ xe. Cái clip hôm nay là mình đang làm ghi đông cho xe mình. Đó, bé Vulcan. Không, bé này không giờ lấy về làm hơi bị nhiều nha. Đó, bữa làm yên nè, bây giờ mình làm ghi đông nè. Đó, làm ghi đông để mình đi chuyến miền Trung, mình thách coi cái thế nó làm sao rồi. Cho được trước mình chạy nó hơi vương vướng. Đó, thành ra nó mỏi một xíu, nên bây giờ mình làm lại cho nó đỡ mỏi. Đây, gọi là những kỷ niệm, những đoạn hành trình, những con đường phượt của mình sẽ gửi gắm vào bé Vulcan này của mình đấy. Cả nhỏ thôi, đen xì lì. Đó, anh trai đang tháo cái gì ra, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cái gì anh? Ghi đông. Ghi đông. Tháo ghi đông. Tưởng ghi đông là nguyên cái thanh sách chứ. Cái đó là cái tay. Mình mới tập hành chơi mô tô, thì ra những cái từ ngữ của mô tô mình chưa rành lắm. Sao chạy vài năm mà rành gì đâu. Xe cộ mà. Wow, nhìn bên này là tha hồ mà, mô tô coi luôn nè. Mô tô cổ nè. Chế nè. Rebel 1001. Đó, bữa mình cũng kết ra này. Nhưng mà thôi, giờ mình chung thủy với Vulcan của mình đi. Đâu, tác phẩm đây, anh Dương cho một dòng giới thiệu những tác phẩm gọi là tuyệt tác phẩm luôn. Không sao. Shop vậy là cũng là quá gọn gàng là. Wow, mấy ngầu hả? Cái này là gọi là gì anh? Cái này anh làm đẹp hả? Wow. Cái này đặc trưng á. Những chi tiết này là da thiệt đặc trưng hết. Dạ. Đều tất cả đều làm thủ công bằng đôi bàn tay hết, không có gì can thiệp vào công nghệ. Không, nhìn đẹp, nhìn đẹp. Vì anh nhìn giống như là thợ xăm luôn, gần như là xăm. Cái này là phải nghệ thuật lắm mới làm được nè. Wow, mấy cái này là mấy cái chạm khắc này thì cũng đều là mấy anh thợ xăm có tài điêu khắc á. Nhìn là biết, đó rồi. Wow, nay vô tình như là Bình Yên trong tay ghé thăm shop của anh Dương Kim Thành, không có được một tác phẩm này là nhìn hơi bị chiến nè. Còn chừng nào mới hoàn thành anh? Cái này làm bao lâu rồi? Xe khách đang đông quá thì em đang tạm ngưng rồi. Cái này xe của mình nè. Đúng rồi, xe nhà. Nhìn cái này ông lão độc lạ không? Ghê gớm không? Đây độc lạ luôn á. Nói cái ống này cũng ngồi từng khúc nè. Đúng rồi. Hàng khúc ra luôn, cái hình giống như cái đuôi quả tiễn. Chiến. Còn tất cả những cái đồ chuyên đồ bô, em còn cả góc bô nữa. Đang đợi góc bô về nào lại nhờ anh móc vô. Đây quá trời bô nè. Bô. Con đem ở trong con nữa kìa. Con này hả? Rồi, xin phép vô luôn. Đây là vô tình mình cái duyên gặp rồi mình mới thấy được những cái tác phẩm của anh Dương. Wow, con này mấy công cần ha. Dạ, này là giống như cổ luôn rồi. Đúng rồi, nó là cổ rồi. Đây là cổ rồi. Nó là cũng là 90, theo lúc là 90 thì em hạ xuống lại mấy những dòng cổ rồi, 50-60 rồi đó. Đẹp chưa? Không mà đẹp á, mấy này đọc lại đó. Thật sự mình thích cái kiến vậy nè, cái kiến mà làm đồ cái thằng Vulcan nó thật, nó xấu ở chỗ cái kiến này. Giờ mới cách nào mình làm, mình em cứ để xuống sợ thấy nó không có được an toàn á, mình sợ mình không có view được á. Nhưng cái cách nào mình làm quay xuống xong đi, lắp rồi xong xuôi đi quay cái tiếng xuống chân là được. Nếu làm được mình làm, mình nhưng vẫn thấy được cái phía sau thì là an toàn là ok. Cho kiến làm đẹp nè, cái này làm thấy nè đó. Còn vô tình lại lùm được biết kíp thôi. Quá trời đồ chơi. Nên các bạn nào cứ cần độ mô tô thì kiếm anh Dương nha. Dương Kim Thành trên đường Nguyễn Chí Thanh. Trong này nữa hả? Đi tiếp hả? Một dòng tour around shop. Cô là kính thương các kiểu. Wow. Còn con này là huyền thoại. Wow, huyền thoại luôn. CB 350 Ford.
Ồ, cái này giờ hàng hiếm luôn á. Như là Việt Nam mình chỉ có vài chiếc thôi. Không, không còn nhiều luôn á. Dạ, đúng rồi. Wow. Này mà bóng biết rồi, đinh linh láng lẫy lên này, là chiến thôi. Đang để nằm trong đây mình ít ra đi á. Đúng rồi. Bụi bặm hơi đóng lên. Không sao, trời ơi, xe của anh đi có thời gian đi luôn. Còn mấy chục tiết trong này. Em này là làm xong rồi đi triển lãm được á. Em phải đi triển lãm, đi thi á. Để mà thi thì ngon á. Mấy cái này nước ngoài khoái lắm. Làm cái yên da này đọc lại nha. Cục chơi hai mô một sâu luôn. Đặt lửa không? Đặt lửa nha. Rồi cái này đi nhìn là biết cái con chút này nhìn là biết là ý đồ, là ý đồ hết. Shadow, khoa học Shadow này cũng đen xì lì cũng ngầu rồi. Rồi làm việc đi. Mình review được kỷ niệm luôn cho vui về YouTube mà. Đó, quá trời đen. Đây, tới lui vẫn là bé Vulcan của mình đây. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Mấy này anh cắt cho dễ. Ồ. Tại á kiếm cái dây khác mình cút lại thôi. Ồ, tháo à, thì là có cái gì á, anh nhét vô cái lỗ của nó đó. Ồ, tháo được rồi. Ồ, cái đầu đi dính vậy đó. À. Ồ, vậy kỹ á, cảm ơn anh nha. Mình tào lao, mình anh chuyên nghiệp rồi, mình có tào lao. Rồi sợ cực anh á. Tưởng là mấy cái cọng á, mình bỏ mấy cọng đó mình kẹp lại. Không, đúng rồi, cái dây đó là dây của nó đâu. Em tưởng là cái dây này em buộc một vô, mà cái dây này có nhiều lắm. Còn dây đấy của nó, đúng rồi, dây zin của nó. Anh tên gì? Anh Bảy. Cảm ơn Bảy đã chiếu cố cho xe mình nha. Anh Bảy đã lên YouTube sau này nổi tiếng. Ai cần làm lấy xe kia Bảy à? Đó chứ mình làm gì làm được, một chung thủy cái vô kênh của mình tuy là nó rất là nhẹ nhàng nha. Rồi đây này, anh Dương còn thêm mấy chiếc này nè. Gì đây? I would rather be free in my grave than puppet or a slave. Yeah. Oh, ghi luôn cái câu ấy nè. Đẹp. Cái này em bây giờ Rocket 3. Bộ máy khủng á. Đâu. Cái này mình lên, cái này mình đi địa hình rồi thôi, chúa luôn à. Wow. Thôi hơi bụi bặm nhưng mà cái này tối gì đâu, shop này phải bụi bặm thôi, mình làm quan trọng thì sâu đó nên láng lẫy này, đặc sản cuối cùng. Đúng rồi, khi nào ra sân chơi rồi, cái đó mới tính. Còn giờ đang làm việc thì phải chịu thôi. Ơi, cảm ơn anh Dương. Đó, một vòng liếc sơ qua tất cả những sản phẩm của anh Dương. Bây giờ mình tạm thời ghi hình chút xíu vậy thôi, kỷ niệm sau này mình coi. Đó, chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và mọi thứ được bình yên trên những bước đường sắp tới. Ok, thank you my son, I love you. In this part of my life in Vietnam, I'm so excited to put my new steering wheel on my motorcycle. And even though I don't have a driver license yet, but I still drive it. I don't know drive the bike yet, but I still drive it. Well, you learn while you try, right? Well, you learn as you go. So don't be afraid of anything. Just do whatever you want and do with your heart. But don't break your heart. I love you, son. Bye-bye. Đây, sản phẩm của mình ra đây. Một em kia đông mới. Đó. Thấy không? Nhìn nó vậy chứ khi vô nó sẽ gọn gàng. Nó không có nổi nó bự đâu. Là thiết kế riêng cho xe này mà, custom made, tự làm luôn. Còn cái bộ video xe này sau này sẽ dài á, hay một đoạn đường mình làm á, mình đi tới đâu cái mình làm cái gì mình ghi hình xíu, thế là từ hôm giờ mình ghi hình cái xe này hơi nhiều, nhưng mà mình chưa có dịp ghi cái đoạn đường phượt. Nhớ lại chứ không lười là không đi vậy.
Ủa còn vừa dây à, vừa dây à. Hên xong quá. Hôm nay đi rồi em mới coi được rồi, em lấy dây dài ra thêm đó. Hên, hên. Khá là thoải mái. Đã, nhìn thấy ok. Nhóc nó đóng đưa cho mẹ. Ha 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 ha.
làm gì đam mê, làm gì đam mê. Bình Điền chúng ta xin mến chào các bạn. Và tiếp tục đây là cuộc hành trình mình đi lắp đồ chơi cho xe bên đây. Hôm nay mình sẽ lên đồ chơi vào đây. Mình sẽ lên đèn. Mình lên mão. Thấy các bạn mình để cái đèn rất là hợp lý luôn. Đây là mình lên đồ chơi gì đam mê. Mê phượt. Chuẩn bị cho những con đường phượt của mình.
Đây là quá trình mình bọc dây điện cho bé Vulcan và những thức hình để làm kỷ niệm. Vô tình cái đèn cái màu cũng đẹp, cái màu nhám nhám cũng hạp dưới xe. Hợp tông quá, vô tình nghe là hên hay bằng hên. Đây nè, xe mình có cái ba lô nón. Mình lên đồ chơi được cái túi à, có cái túi nè, bỏ điện thoại, bỏ linh tinh nè, kẹp kẹp mấy mé trong đó, chê chê khó khúc. Vậy thôi không, ba lô để nón bảo hiểm rồi đi chợ đi búa rồi rau củ quả rồi để cũng được. Thùng này mình để những đồ nặng, đồ nghề. Đại khái là như vậy đấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video kỳ sau trên những cung đường Phật của bình yên chúng ta. Peace out. Yeah. Làm cho vui. Đúng không? Rồi cũng nên vui, đam mê đam mê. Bình yên trong ta. Giờ đây giờ mình. Dạ. Anh đăng nhiều video. Ồ đăng nhiều á. Anh cứ làm gì cũng đăng lên. Anh quá trình hàng ngày anh làm gì cũng đăng ghi lên. Mà sau đây mình đang ở Lết Phượt. Em lên em xem. Dạ. Yeah. Yeah, nhờ mấy anh em mình đang hỗ trợ làm bộ đèn cho xe mình. Nên các bạn nào cần lắp đèn cho xe, tất cả xe máy ô tô, mô tô gì đó cứ lại Lết Phượt. Mình thấy mấy anh em làm rất là kỹ đó. Cho nên đây và shop khá là hiện đại, đầy đủ đồ nghề đi và đồ chơi à, muốn chế độ gì các kiểu, làm cho con xe của bà trở thành những con xe độc và lạ vậy ha. Có gì hẹn gặp lại các bạn sau ha à, nhớ lại đây Lết Phượt à, mình zoom lên luôn đây. À. Ồ. Ủa địa chỉ mình là gì em? Quên rồi. Dạ, địa chỉ là số 1 Đoàn Hồng Phước anh. Số 1 Đoàn Hồng Phước. Dạ. Thế là quần chạy vô thấy cái quán cà phê quẹo vô. À. Ở Tân Phú. Ok, cái gì các bạn cứ bấm Google Lết Phượt nó cũng hiện ra. Bye bye. Ồ đẹp quá ha. Nhìn hay á. Hay này cũng hơn, nhìn giờ anh cạc chụp thì đúng đúng em sẽ nhớ lại. Xịt nó lại chạy nó chọc. Nhìn này chọc cái nó hết, nó nhìn nó lẩm mà. Còn cái này mình quét lên nghe nó sừ mà nó. Nó mới mà đen mà nó có cái xước xước nó cũng hay. Mình chất lì đúng rồi. Quên em không biết cái chứ em để ý là em tưởng là đánh để cho nó sơn cho nó ăn. Sơn được. Nó sẽ dợp như nhựa đó. Nó nhợp, đúng rồi, nó nhợp. Đúng rồi. Mình không có sơn được. Đúng rồi. Ngoại hầu như mấy chỗ sơn đâu chỗ nào cũng sơn nhựa nhám. Ừ.
nó muốn sơn anh này chỉ lấy tiền thôi, xong thôi chứ. Đúng rồi. Còn bây giờ mình biến thể nó gì cũng hay, nhìn cũng là lạ. Sừ 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 cho nó có những vết xước của cuộc đời đắng cay. Bên yên chúng ta xin mến chào các bạn. Giờ hôm nay là mình đang đem chiếc xe của mình đi làm lại cái yên cho nó êm. Đó. Giờ mình đang ở cửa hàng anh Sơn. Ồ đúng rồi. Đó anh Sơn đúng không anh Sơn? Đúng rồi. Anh Sơn, đó cửa hàng Sơn. Giờ mình sẽ để địa chỉ lên trên YouTube cho các bạn xem ha. Anh chuyên làm yên mô tô và tất cả loại xe máy. Nhưng mà mô tô là anh làm hơi bị nhiều. Đó. Đây là trên đoạn đường Dương Bách Trạc. Nhà anh em nào cần làm yên mô tô lại, anh Sơn sẽ chiếu cố cho một cái yên êm nít để ngồi phượt đi 6-3 tỉnh thành cung đường Việt Nam nha. Ok, đây quy trình đang bào cọt cái yên của mình. Không, nhìn thấy hơi bị êm mạ đấy. Đó, đại khái không? Mình sẽ làm cái gì trên những đoạn đường mình sẽ ghi hình lại cho các bạn xem. Giờ chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Bình yên trong ta, xin peace out to my son. This part of my life in Vietnam. I'm going to do my seat on my motorcycle. So I wish you all the best and work hard but don't break your heart. I love you son. Bye. Bên yên chúng ta xin mến chào các bạn. Là một lần nữa mình đã quay về là thành phố Tây Hoạch, tỉnh Phú Yên. Và hôm nay mình đã quay về với một MC, một em bé hoàn toàn khác với em bé đợt trước nha. Bé này là bé cưng của mình ấy. Bé cưng của mình đưa mình đi những cung đường. Đó, sau đi những cung đường là về là mình phải không? Phải chăm chút nó. Đó, phải rửa sạch sẽ. Đó. Đó. Mình chịu khó chăm xe thì xe nó chăm mình các bạn. But to my son, this part of my life, I just have a long trip from Saigon to my hometown, Tuy Hoa. 12-hour drive, but it's only 600 kilometers. No, 640. So this part of my life, every time I take for a drive, a long drive, I also do a little car wash. Make sure everything is nice and clean and good in good shape. So whatever you have, you take care of it, it take care of you. That's the way it is, right? Part of life. It's always two-way street. Yeah, các bạn. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Và mình cũng không biết nói gì hơn là những ngày tháng đi qua ở Việt Nam này thì mình cứ làm gì mình quay đó.
không? Đó là đây là một ngày chăm sóc xe. Thế nên mình sẽ đi chăm dầu nhớt. Đó, giờ mình rửa. Không? Cho nó lại trạng thái như xưa, sạch và đẹp. Đó, thấy không? Sạch và đẹp lúc nào cũng là tiêu chí của mình. Mình thích các bạn có xe không? Mình gặp cái duyên mình gặp hai bạn có xe, số nào mình cũng thích ha. Là 8234 nè. Đó cũng là cái số mà 8 là phát tài nè, 2 là dễ nè. 3 là sống nè. 4 là bình yên trong ta. Nhớ kênh YouTube nha, bình yên trong ta. Đó. Thấy không? Tức là phát tài dễ rồi sống, sống là phải bình yên trong ta. À hay à. Đây là quy trình rửa xe của bé của mình. Cái này mình chưa biết đặt tên gì, tại mình sẽ lấy bé, hồi xưa mình cái bé kia mình đặt là bé mèo, ở đây bé cọp, nhưng mà sau này mình sẽ rebel. Oh, rebel khác. Oh, bell khác nè. Sau này mình có rebel nè, bell là báo rồi. Ờ, đâu đâu vậy, đây đặt cọp đi, bé cọp đi. À, đây là bé cọp của mình. Đó, bữa bé tay gai kia là bé mèo, đây bé cọp của mình đây. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Bye bye. Have a good day. I love you, son. Mwah. Rồi, bây giờ mình đã sắp xong. Láng lẫy, sạch và đẹp. À. Chắc cái video mình kết thúc luôn trong cái hành trình rước em bé bự này về nhà mình, qua hai trận Tuy Hòa Sài Gòn Phú Yên. Giờ chắc chào bữa quốc chuyến Đà Nẵng quá, đi Đà Nẵng lên Huế luôn cho nó vui, cho mình đợi hết mùa mưa đây, cho mưa đi ớn á, không nhận điên trận mưa về quải quá, mưa mà nó mệt luôn á. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những cung đường kỳ sau. Và mình hẹn gặp lại mình trong những cung đường kỳ sau. An yên và tự tại. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Em quay đi. Đây là thú vui của mình nè. Mình thích chăm xe. Xe nào cũng thích chăm hết á. Hai bánh, bốn bánh gì cũng kệ đó. Chứ kèm phê chứ chứ. Chứ kèm phê chứ. Vì xe ổng nha. Mình chăm xe, xe nó chăm mình. Đang quay đó không? Đang quay. Chạy, đang chạy đúng không? Ờ, em cứ gặp nó đi vòng vòng rồi em. Đấy, cái túi này dùng được đó các bạn. Đấy, túi này đỡ lắm á. Ngay luôn luôn. Nhiều khi mình để đồ á, mình để đồ á, tiện lợi lắm. Nhớ gì vậy, mình chăm nó thì nó chăm mình, nhớ nha. Ê. Còn mà bỏ thấy nó thì nó bỏ thấy là mình đó. Xe ngon lắm.
sao nó quay lên. Ồ, chị. Khó lớn rồi nhau. Xe gian xấu vô, độc lạ luôn á. Chiếc nám anh chiếc này đâu. Chiếc nám xấu phải canh cho. Ờ. Ơi. Bé bự của mình. Bé nhỏ để nhà. Mình nhiều bé lắm. Ấy. Một con nữa. Ây. Hèn đầy đủ đó. Đi hậu giang hồ ăn xíu đồ chơi. Đúng không? Bọc thiêu đó. Trong mấy ông Phú Yên bị trộn lắm ớ. Lê. Lê đó. Cái nặng có mẹ có nổ không đẹp rồi đó. Tung mỗi cái đó lên tiếp xét khó không ạ. Ta tè gì? Ta trong cái sạc luôn. Rồi tạm thời thôi. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và có những chuyến đi thật là nhiều thú vị.